Hai phòng ngủ là loại căn hộ được tìm hiểu mua nhiều tại khu đô thị Vinhome Ocean Park bởi vì tính hữu dụng của loại căn này. Nhiều khách hàng tìm hiểu mua căn hộ hai phòng ngủ để ở, để đầu tư và để tích sản. Sắp tới trong tháng 10 này, chủ đầu tư chuẩn bị mở bán tòa căn hộ LD3 thuộc phân khu The London, dự án Vinhome Ocean Park. Vậy thì có những loại căn hộ hai phòng ngủ như thế nào? Giá bán và chính sách ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé! Phân khu The London tại khu đô thị Vinhome Ocean Park đã được mở bán tòa LD1 và LD2. Trong tháng 10 này, sẽ mở bán tòa căn hộ cuối cùng là tòa LD3. Lợi thế của các phân khu mở bán căn hộ khi xây từ móng sẽ giúp khách hàng được mua giá gốc tốt nhất từ chủ đầu tư và có nhiều phương án thanh toán linh hoạt, giãn dài. Ở tòa LD3, phân khu The London, chủ đầu tư có 4 loại thiết kế căn 2 phòng ngủ để khách hàng lựa chọn. Mỗi căn hộ 2 phòng ngủ sẽ có giá chi tiết tùy theo loại căn thiết kế, diện tích, hướng ban công, tầm view, khoảng tầng. Không chỉ vậy, giá bán còn khác nhau theo phương án thanh toán và thời điểm ký mua căn hộ sớm để được chiết khấu ưu đãi cho khách hàng tiên phong. Chủ đầu tư có 4 phương án thanh toán tương ứng với 4 mức giá bán như sau. Phương án 1, thanh toán theo tiến độ 2 năm nhận nhà. Ở phương án này, khách hàng sẽ thanh toán 50% giá bán chia thành 11 lần. Những đợt thanh toán nhỏ nhất khoảng 4% giá trị căn hộ, cách nhau 2 tháng một đợt và giãn dài trong 2 năm. 50% giá trị căn hộ còn lại sẽ thanh toán nốt khi nhận nhà vào năm 2026 và nhận sổ đỏ. Đây là phương án thanh toán được đa số khách hàng lựa chọn. Phương án 2, thanh toán theo tiến độ 4 năm nhận nhà. Khách hàng sẽ thanh toán 50% giá trị căn hộ chia thành 17 lần thanh toán, những đợt thanh toán nhỏ nhất khoảng 2% trong vòng 3 tháng một lần, giãn dài trong vòng 4 năm. 50% giá trị căn hộ còn lại sẽ thanh toán nốt khi nhận nhà vào năm 2028 và nhận sổ đỏ. Giá của phương án này sẽ cao hơn với phương án 1 khoảng 8%. Phương án 3, vay ngân hàng 70%, được miễn trả gốc và lãi trong 24 tháng. Khách hàng chuẩn bị thanh toán 15% đầu tiên để ký hợp đồng mua bán và ngân hàng sẽ giải ngân cho vay 70%. 15% giá trị căn hộ còn lại sẽ thanh toán khi nhận nhà vào năm 2026 và nhận sổ đỏ. Phương án vay này cũng được nhiều khách hàng lựa chọn khi muốn vay ngân hàng mua phân khu London, Ocean Park. Phương án 4, vay ngân hàng 45%. Phương án này khách hàng sẽ thanh toán bằng vốn tự có 50% theo tiến độ trong 4 năm và nhận nhà vào năm 2028. 5% sẽ thanh toán khi nhận sổ đỏ. Và 45% còn lại sẽ được ngân hàng giải ngân khi nhận nhà và miễn trả gốc lãi của khoản này trong 4 năm tiếp theo, tức là hỗ trợ đến năm 2032. Trong 4 phương án thanh toán trên, thì mức giá bán rẻ nhất sẽ là phương án 1, thanh toán theo tiến độ 2 năm nhận nhà. Đây được coi là mức giá bán cơ sở. 3 phương án thanh toán 2, 3, 4 sẽ cao hơn giá phương án 1 từ 8 cho đến 35%. Giá bán tốt nhất theo phương án 1 và trừ đi các ưu đãi lớn nhất từ chủ đầu tư sẽ dao động từ 63 đến 66 triệu trên 1m2. Sau đây sẽ là giá bán chi tiết của 4 loại căn 2 phòng ngủ, tòa LD3, phân khu The London, dự án Vinhome Ocean Park. Đầu tiên là loại căn 2 phòng ngủ thường, có ban công và các phòng ngủ sẽ cùng nhìn về một hướng và cùng một tầm view. Loại căn 2 phòng ngủ thường lại có 2 loại thiết kế diện tích, đó là diện tích nhỏ từ 54 đến 57 m2 và diện tích lớn hơn, đó là loại 62 đến 63 m2. Loại diện tích nhỏ 54 đến 57 m2 sẽ thiết kế khu vực bếp liền với phòng khách, có 2 lô gia tách biệt. Ưu điểm của loại căn này là diện tích nhỏ nhất của loại căn 2 phòng ngủ nên giá mua căn hộ loại này sẽ rẻ nhất. Giá bán theo phương án 1 thanh toán theo tiến độ 2 năm nhận nhà của loại căn từ 54 đến 57 m2 sẽ dao động khoảng 3,4 đến 3,7 tỷ đồng. Loại diện tích rộng hơn của loại căn 2 phòng ngủ thường là 62 đến 63 m2 thì sẽ thiết kế khu vực bếp được giấu góc, có 2 lô gia nối dài thông nhau nên sẽ có nhiều khách hàng yêu thích. Giá bán theo phương án 1 của loại căn này sẽ dao động từ 3,9 đến 4,2 tỷ đồng. Để nhận bảng tiến độ thanh toán chi tiết từng đợt với từng loại căn thì quý vị có thể liên hệ đến hotline Zalo 033 228 9559 để Hải Yến gửi quý vị nhé.
loại căn 2 phòng ngủ tiếp theo của tòa LD3, phân khu rẻ London dự án Vinhome Ocean Park là loại căn 2 phòng ngủ góc. Loại căn 2 phòng ngủ góc thì luôn luôn ở vị trí góc, có hai hướng ban công và hai tầm view, nên căn hộ sẽ thông thoáng, hút gió và tầm view rộng mở. Loại căn 2 phòng ngủ góc số lượng ít hơn căn 2 phòng ngủ thường và sẽ có thiết kế thông thoáng hơn, nên đơn giá bán sẽ cao hơn so với loại căn 2 phòng ngủ thường. Loại căn 2 phòng ngủ góc thì sẽ có hai loại diện tích là 64m² và 75m². Trong đó, căn 2 phòng ngủ góc với diện tích 64m² thì chỉ có duy nhất một căn trên một sàn, nên chắc chắn sẽ là khan hiếm và vô cùng hot của toàn LD3, phân khu rẻ London. Giá bán của căn 2 phòng ngủ góc với diện tích 64m², thanh toán theo tiến độ 2 năm nhận nhà sẽ dao động từ 4 cho đến 4,3 tỷ đồng. Loại căn 2 phòng ngủ góc diện tích lớn 75m² là loại căn 2 phòng ngủ có diện tích lớn nhất của tòa LD3. Và căn hộ này sẽ có thiết kế thêm một không gian cộng 1 đa năng, có thể bố trí thêm không gian phòng ngủ hoặc phòng làm việc nên cũng rất tiện dụng. Giá bán căn 2 phòng ngủ góc 75m² sẽ dao động từ 4,8 đến 5 tỷ đồng. Quý khách hàng quan tâm chi tiết giá bán và tiến độ thanh toán từng đợt của loại căn 2 phòng ngủ góc tòa LD3, phân khu rẻ London của dự án Vinhome Ocean Park thì liên hệ đến số hotline Zalo 033-228-9559 để Hải Yến sẵn sàng hỗ trợ nhé. Vừa rồi là các thông tin chi tiết về loại căn hộ 2 phòng ngủ thuộc tòa LD3, phân khu rẻ London dự án Vinhome Ocean Park. Nếu như quý anh chị và các bạn đang quan tâm loại căn hộ 2 phòng ngủ và chưa biết là nên lựa chọn loại căn hộ 2 phòng ngủ nào và chính sách nào là chính sách thanh toán lợi nhất, thì quý vị hãy liên hệ đến số hotline của Hải Yến là 033-228-9559 để Hải Yến tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.